Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Tin cực nóng và mới nhất trước việc Bộ Công an chính thức vào cuộc và nhắc đến việc hồ sơ của Nguyễn Đức Hiển và sẽ được PC02 xử lý trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, như vậy việc Phó Tổng Nguyễn Đức Hiển sẽ đeo gồng cũng không còn xa nữa sau thời gian hơn một năm chờ đợi và theo dõi vụ án drama. Và kênh SPTV của chúng tôi đã đồng hành liên tục thông tin đến quý vị khán thính giả. Thì nay dường như mọi chuyện đang đi vào đúng quỹ đạo của nó. Và chúng tôi rất mong nhận được những cái like chia sẻ thông tin của quý vị. Đây sẽ là động lực để chúng tôi cập nhật thông tin mới mỗi ngày về drama, phục vụ nhu cầu cập nhật thông tin của quý vị. Như quý vị đã biết, sau nhà báo luật sư Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sĩ, ai sẽ là cái tên may mắn được đeo trang sức? Nhiều người đoán rằng do báo Thanh Niên để lộ thông tin thế này thì khả năng cao hai người tiếp theo sẽ là cựu người mẫu Trăng Trần và YouTuber Đinh Thị Lan. Hai người này cũng có khả năng rất cao vì họ xuyên tạc xúc phạm đến danh dự của vợ chồng ông bà Dũng Hằng thậm tệ. Nhiều thông tin vu khống bị đặt cho doanh nghiệp rất khủng khiếp nên họ nằm trong top những cái tên đeo lắc bạc là rất cao. Tuy nhiên xét về mức độ nguy hiểm, tầm ảnh hưởng của những người này không lớn. Trăng Trần một người mẫu hết thời bán hàng online, sóng bằng thị phi, còn Đinh Lan một YouTuber. Kênh YouTube thì lay lắt vài người theo dõi xưa nay, sóng bằng nghề chí phèo ăn vạ. Trong drama này họ chỉ là những con tép riu, còn những nhân vật được xem là cộm cán, làm chủ cuộc chơi bên phe chống đối bà Phương Hằng là ai? Nhiều người cho rằng là phó tổng biên tập bí thư chi bộ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cử nhân luật Nguyễn Đức Hiển, đàn anh của luật sư, nhà báo Hàn Ni và là người thứ hai là nguồn cơn của drama này, Võ Hoàng Yên. Trong video này, kênh của chúng tôi sẽ bàn đến câu chuyện của Nguyễn Đức Hiển với thông tin PC02, Tổng cục Tình báo Quân đội, Nhân dân Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ điều tra Nguyễn Đức Hiển từ trước thời điểm bà Phương Hằng bị bắt. Còn trong các video sau, chúng ta sẽ cùng bàn đến ông Lăng Băm. Đầu tiên để hiểu tại sao lại là PC02, Tổng cục Tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam được nhắc đến trong câu chuyện này, thì chúng ta bàn một chút về nhân thân của ông Phó Tổng, bàn về gốc gác của Nguyễn Đức Hiển. Nhiều người đã từng lên tiếng bóc phốt chia sẻ lại một bài viết của một Facebooker khi người này phản đối kịch liệt quyết định xử phạt Nguyễn Đức Hiển trong vụ bác sĩ khoa. Nội dung bài viết này như sau, đưa tin xuyên tạc xin lỗi xử phạt hành chính chấm hết. Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Không những là một phó tổng biên tập báo pháp luật mà bản thân ông Nguyễn Đức Hiển còn là một cử nhân luật. Hơn thế nữa, ông ta đã tốt nghiệp lý luận chính trị cấp cao, vậy mà ông Nguyễn Đức Hiển đã đăng một thông tin bịa đặt, có thể có mưu đồ tổ chức dàn xếp trên trang Facebook cá nhân của mình. Đây là điều không thể chấp nhận ở một người có hiểu biết và vị trí công tác như ông Nguyễn Đức Hiển. Không chỉ một mình ông Hiển mà có cả những người bạn được nghi vấn là chỗ thân tình, thân thiết gắn kết qua lại, cùng hội cùng thuyền với ông. Nhưng những người này kẻ thì có quá khứ tội lỗi, kẻ thì có cuộc sống hiện tại với đầy hắc ám, đầy những nghi ngờ bất chính, ví dụ như kẻ tự xưng là nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, CEO New Chí Việt, Nguyễn Văn Phước, CEO Phạm Thị Hương Giang tức là Giang Kiều, cũng đã cùng ông Hiển phát tán thông tin bịa đặt này. Nếu đứng trên góc độ thuyết âm mưu thì sự việc của ông Nguyễn Đức Hiển không chỉ đơn giản là do sai sót, không đáng có. Bởi với bề dày kinh nghiệm và vị trí công tác như thế thì ông ta không thể phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Vậy nhưng cuối cùng thì sao? Ông Nguyễn Đức Hiển đã viết một lời xin lỗi, thiếu sự chân thành trên trang Facebook cá nhân và cùng với đó là chịu mức xử phạt hành chính nhẹ như gãy ngứa của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn nhớ mới chỉ có 2 tháng trước, ông Nguyễn Đức Hiển đã lớn tiếng trên báo điện tử VOV để thay mặt cho cơ quan thực thi pháp luật là cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát, tòa án mà tự ý quy chụp vô căn cứ, đồng thời đưa ra phán xét tội hình sự cho bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương. Đây là một hành động bố láo ngông cuồng lạm quyền coi thường pháp luật. Thế nhưng ông ta vẫn bình an vô sự, chẳng làm sao cả. Như vậy thử hỏi pháp luật đã thực sự nghiêm minh hay chưa? Có công bằng hay không? Có sự nâng đỡ nào ở đây hay không? Trong khi đó, mới đây có một giảng viên của trường đại học Duy Tân Đà Nẵng cũng bị sa thải vào ngày hôm nay khi đã có những phát ngôn không đúng trên trang Facebook cá nhân về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thiết nghĩ tất cả những người dân hiểu biết về sự việc này đều khâm phục về cách xử lý như trên của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Facebooker này cũng có một bài viết tổng hợp những bài báo của pháp luật online đã đăng mang tính chất quy chụp cho bà Phương Hằng.
Thưa quý vị, được biết siêu Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam đến nay đã gần một năm trời nhưng chưa bao giờ hết hot trên các diễn đàn khắp nơi, luôn mong ngóng tin tốt đẹp về chị Phương Hằng. Mới đây, khán giả và nhiều trường hợp người dân đã gửi về chương trình của chúng tôi những tiếng nói lên án drama của siêu Phương Hằng, rằng bà chủ Đại Nam không dạy đánh đổi sự nghiệp của mình vào drama này nếu chị không có đủ chứng cứ, nhưng chị cũng đã không ngại lôi những kẻ lừa dân ra ánh sáng. Điều tôi không phải quý mến chị ở giá trị từ thiện mà còn cả cá tính cương trực của chị. Bạn không thích nhưng phải thừa nhận rằng các livestream của chị đã giúp xã hội bán hàng online chưa bao giờ tốt như lúc này. Các thực phẩm chức năng kia dường như Phương Hằng để lại không ít cho bạn, cho tôi. Chứ bây giờ siêu Phương Hằng bị khởi tố điều tra, có ai đó nhân danh nhà báo, luật sư đăng đàn kết tội chị Phương Hằng. Đó là cách chị dẫn dắt dư luận theo hướng nhân danh mình là luật sư, hiểu luật để lái dư luận. Luận tội kẻ thù đó là cách làm của tiểu nhân. Trong giới tri thức, người ta gọi đấy là tri thức lưu manh hay lưu manh hóa tri thức. Chúng tôi chỉ nói với các bạn thế này thôi, tuyệt đối không được kết luận siêu Phương Hằng sai, vi phạm luật, bởi vì không ai được kết tội ai. Chỉ có cơ quan công tố, họ có quyền kết tội, và tòa án là cơ quan luận tội, còn người dân như nhau là không được. Luật sư hay nhà báo cũng là một người dân, cho đến giờ tôi vẫn bình chân như vậy về siêu Nguyễn Phương Hằng. Vì sao đơn giản? Vì phải tin rằng bà Phương Hằng không có dại khi đưa tin mà không có cơ sở. Siêu Phương Hằng đâu là tiên mà nằm mơ thấy cái anh 14 tỏi gì đó phải im ru cạo đầu khi siêu Phương Hằng nói đúng. Hiện siêu Phương Hằng réo tên, bà lật tẩy thần y, dược giả quảng cáo dởm. Thần y cũng bị lừa để dụ dỗ người bệnh sập bẫy. Các đối tượng lừa đảo đã dựng lên những vị thần y miền sơn cước, tự nhận mình là người bào chế ra thần dược chữa bách bệnh. Vậy những vị thần y này là ai? Thưa quý vị, cuộc sống đúng là không ai biết trước điều gì. Tục ngữ xưa có câu, sông có khúc, người có lúc, quả chẳng sai. Ai ngờ rằng tên Phan Văn Mãi, vốn một tay che trời, hô mưa gọi gió, khi to mồm ra lệnh cho tên giám đốc quan thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam bắt giam siêu Nguyễn Phương Hằng, cho đến là năm tên Phan Văn Mãi vẫn một mực dồn ép siêu Phương Hằng. Thế nhưng giờ đây, khác với ngày trước, tại Việt Nam có rất nhiều câu chuyện các ngôi sao làng giải trí bị ém bùa ngải. Thế nhưng trong giới chức lãnh đạo bị ai đó ém bùa ngải thì thật sự rất hiếm. Trong trường hợp của tên Phan Văn Mãi được phản ánh như việc là chơi dao thì đứt tay. Được biết tên chủ tịch này có mối quan hệ mập mờ với rất nhiều các tay chơi bùa ngải. Và trong đó nổi trội nhất là tên thần y Võ Hoàng Yên. Thậm chí ông Mãi cũng là một quan chức chống lưng cho đám gường sĩ. Được biết thì đám ca nghệ sĩ sử dụng rất nhiều loại bùa ngải, như bùa ngải chửi người khác và rất nhiều loại bùa ngải khác. Chính vì thế hiện nay, chuyện tên Phan Văn Mãi bị bùa ngải quật ngược không phải là chuyện mê tín. Hiện ông Mãi cứ mơ mơ màng màng, không xác định mình là ai. Đây là thông tin rất mới. Vâng, chuyện bùa ngải là chuyện cứ nghĩ ra mà nói, trong trường hợp này chắc chắn không phải chuyện đùa. Việc này nếu muốn biết rõ thì phải tìm đến tên Võ Hoàng Yên hay tìm tên Mr. Đàm cũng được. Trước đây, trong giới showbiz có rất nhiều trường hợp đám ca nghệ sĩ chơi nhau bằng chiêu trò ém bùa ngải. Vậy đây không phải là chuyện mới hay muốn trù ẻo tên Phan Văn Mãi. Khi bị ngải bùa quật, chính vì điều này khiến thành phố Sài Gòn lại phải dậy sóng dập dìu dữ dội. Như quý vị khán thính giả cũng biết, hiện nay, thành phố đang rất phức tạp với sự lộng hành của đám quan tham và có rất nhiều thế lực ngầm đang hoạt động dữ dội. Hiện nay, việc tên Phan Văn Mãi bị mất trí nhớ là chuyện dở khóc dở cười, sự việc cũng khiến bộ chính trị chao đảo. Vâng, thưa quý vị, trước đây thì tên Phan Văn Mãi từng có mối quan hệ phức tạp với tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong thời gian qua, trước thông tin trên đã khiến cho cả nước phải ngã ngửa vì không ngờ rằng ông Phan Văn Mãi lại là người có nhiều góc khuất chưa được khui ra. Vụ việc được cho là khi Phan Văn Mãi đã chấp thuận và ký hàng loạt dự án cho tập đoàn của Vạn Thịnh Phát trong năm 2021. Thế nhưng hiện các lô đất trên đều đang bị đắp chiếu khiến hàng tỷ đô la tiền của nhà nước bị đóng băng. Việc tên Phan Văn Mãi bị các thế lực ẻm bùa ngải vì mục đích gì và thế lực nào cũng chưa thể xác định. Vì như tất cả chúng ta cũng biết, Phan Văn Mãi có quyền thực thi và ký kết nhiều dự án của Vạn Thịnh Phát trong thời gian từ năm 2021 đến khi bị bắt. Thế nên việc nhiều đối tác bất mãn là chuyện hết sức bình thường. Theo giới thạo tin cho hay, khi vừa mới nhậm chức vào năm 2021, thì Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi liên quan trực tiếp đến hàng loạt dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ít được trang báo chí nhà nước nhắc tới. Có lẽ là vì những thông tin bất lợi và nhạy cảm cho người đương nhiệm.
Việc Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi, ai cũng biết tên Mãi nhậm chức Chủ tịch thành phố vào năm 2021, ngay sau khi ông Nguyễn Thành Phong bị điều chuyển lên Trung ương, có lẽ vì thời gian giữ chức của ông Mãi không quá dài, nên bao nhiêu sự kiện lùm xùm vừa qua, người ta ít đổ tội cho ông Mãi mà tập trung khai thác về ông Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, nhưng có những chuyện không phải cứ theo số đông là chính xác. Ví như tên Phan Văn Mãi và Vạn Thịnh Phát, mới ai lại nghĩ ông này mới làm chủ tịch hơn một năm mà lại dính dáng tới đường dây tham nhũng, thâu tóm đất đai của chục năm về trước. Nhưng xưa nay luật rừng của xứ ta là làm quan thì ai mà không ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, vừa ăn vừa. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.